Mỹ cho biết hơn 20 quốc gia sẽ tham gia cuộc họp về quốc phòng Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh Putin lệnh tránh xông vào nhà máy thép ở Mariupol để đề phòng tổn thất. Nhà tuyên truyền cuồng nhiệt của Putin cảnh báo chiến tranh chống lại châu và thế giới sau cuộc xâm lược Ukraine. Nhà vô địch Olympic người Nga bị cấm thi đấu quốc tế vì ủng hộ cuộc chiến của Putin. Liên Hợp Quốc cho biết luật nhân đạo quốc tế đang bị gạt sang một bên khi tội ác chiến tranh của Nga gia tăng. Ba Lan tính hủy bỏ toàn bộ hợp đồng dầu khí đã ký kết với Nga. Tập đoàn dầu khí hàng đầu Trung Quốc rút khỏi thị trường phương Tây vì sợ trừng phạt. Nước Pháp sẽ chọn ai giữa ông Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen. Ecuador đề nghị bỉ cho dẫn độ cựu tổng thống Rafael Correa về nước. Thu Lâm xin kính chào quý vị, quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp trưa ngày 23 tháng 4 của DKN TV. Sau đây là nội dung chi tiết. Mỹ cho biết hơn 20 quốc gia sẽ tham gia cuộc họp về quốc phòng Ukraine. Thưa quý vị, ngũ sắc đài hôm 22 tháng 4 cho biết Mỹ ước tính sẽ có hơn 20 quốc gia tham dự những cuộc họp xoay quanh lĩnh vực quốc phòng của Ukraine do Washington tổ chức ở Đức vào tuần tới. Reuters dẫn lời ông John Cabai, phân ngôn viên ngũ sắc đài cho biết mục tiêu là tập hợp các bên liên quan từ khắp nơi trên thế giới tham gia một loạt cuộc họp về nhu cầu quốc phòng mới nhất của Ukraine. Bên cạnh đó, những cuộc họp này sẽ tập trung một phần vào nhu cầu quốc phòng lâu dài của Kiev. Ông Cà xác nhận với phóng viên rằng đã có những cân nhắc ban đầu về việc thảo luận xoay quanh mối quan tâm quốc phòng của Ukraine vượt ra ngoài khuôn khổ cuộc chiến hiện tại. Tuy nhiên, trọng tâm chính vẫn là làm thế nào để tăng cường hỗ trợ quân sự nhiều hơn nữa cho Ukraine trong ngắn hạn. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ là người chủ trì các cuộc họp tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức. Các cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 4. Ông Kabay nói thêm rằng, Khoảng 40 quốc gia đã nhận lời tham dự. Ông nhấn mạnh những cuộc họp này không được tổ chức dưới sự bảo trợ của NATO và bao gồm cả những quốc gia không thuộc NATO. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Zelensky đã nhiều lần kêu gọi phương Tây hỗ trợ thêm vũ khí hạng nặng để họ có thể chống lại cuộc xâm lược của Nga. Trước đó, hôm 21 tháng 4, chính phủ Mỹ đã công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 800 triệu đô la Mỹ cho Kyiv, bao gồm hàng chục lựu pháo, đạn dược và drone chiến thuật. Washington đã cam kết hoặc chuyển giao vũ khí trị giá hơn 3,3 tỷ đô la cho Ukraine kể từ đầu gia tranh. Mỹ và đồng minh NATO đã tăng cường cung cấp nhiều loại vũ khí, hỗ trợ quân sự Ukraine phòng thủ Donbass, miền đông của Ukraine, nơi cuộc chiến có dấu hiệu leo thang. Bộ Quốc phòng Anh Putin lệnh tránh xông vào nhà máy thép ở Mariupol để đề phòng tổn thất. Thưa quý vị, trong bản cập nhật hôm 22 tháng 4, Bộ Quốc phòng Anh cho biết quyết định của Tổng thống Nga Putin không để quân đội xông vào nhà máy thép Azovstan, pháo đài cuối cùng của lực lượng Ukraine ở Mariupol, là nhằm tránh tổn thất khi chiến đấu. Ông Putin hôm 21 tháng 4 đã yêu cầu quân đội Nga bao vây nhà máy thép Azovstan để một con ruồi cũng không thể lọt qua. Nga ước tính có khoảng 2.000 binh sĩ của Ukraine hiện đang ở bên dưới, các hệ thống ngầm trăng trịt của nhà máy. Ngoài binh sĩ, một quan chức của Ukraine cách đây ít ngày Ước tính có khoảng 1.000 dân thường cũng đang mắc kẹt ở bên trong. Ruri Rychenkov, giám đốc điều hành của Metinvest Holding, chủ sở hữu nhà máy thép Azovstan gần đây nói với CNN rằng tình hình bên trong gần đến thảm họa khi nguồn cung cấp thực phẩm và nước đã cạn kiệt. Thị trưởng thành phố Mariupol của Ukraine nói với CNN rằng cần có một ngày ngừng bán rõ ràng để sơ tán dân thường trú ẩn trong nhà máy thép Azovstan. David Sviatoslav Palama, một trong những người bảo vệ Ukraine đang có mặt bên trong nhà máy cho BBC biết tất cả các tòa nhà trên khu vực Azovstan thực tế đã bị hủy hoại họ đã thả bom hạng nặng bom phá bom ke gây ra sự tàn phá lớn chúng tôi đã bị thương và chết bên trong bom ke một số dân thường vẫn bị mắc kẹt dưới các tòa nhà bị sập khi được hỏi có bao nhiêu quân của Ukraine trụ lại Mariupol đại úy Palama trả lời đơn giản đủ để đẩy lùi các cuộc tấn công ông nói rằng thường dân ở các địa điểm riêng biệt cách xa các binh sĩ Họ ở trong các tầng hầm chứa 80 đến 100 người nhưng không rõ tổng cộng có bao nhiêu dân thường vì một số tòa nhà đã bị phá hủy và các chiến sĩ không thể tiếp cận họ vì bị nã pháo. Đại úy này cũng cho biết lối vào một số bong ke bị các tấm bê tông nặng chặn lại mà chỉ có máy móc hạng nặng mới có thể kéo đi. Nhà tuyên truyền cuồng nhiệt của Putin cảnh báo chiến tranh chống lại châu Âu và thế giới sau cuộc xâm lược Ukraine. Thưa quý vị, theo báo cáo của Daily Mail, hôm 22 tháng 4, một người dẫn chương trình truyền hình nhà nước nổi tiếng của nga đã cảnh báo về việc nga sẽ tiến hành một cuộc chiến tranh chống lại châu âu và thế giới sau cuộc xâm lược ukraine và ông ta đe dọa rằng moscow sẽ không khoan nhượng vladimir sloviov người được mệnh danh là tiếng nói của putin đe dọa châu âu và tất cả các nước nato bằng chiến tranh khi ông nói rằng cuộc chiến của nga đang bước vào một giai đoạn mới và chỉ nhắm vào ukraine là không đủ sloviov đặt vấn đề một khi cuộc xâm lược ukraine của nga kết thúc thì liệu nato một nhóm 30 thành viên bao gồm Anh và Mỹ có đủ vũ khí và nhân lực để tự vệ hay không. Người dân chương trình Sloviov bị EU trừng phạt vì có quan hệ thân thiết với ông Putin đã đưa ra cảnh báo trên kênh truyền hình nhà nước Russia One của Nga. Cụ thể, Vladimir Sloviov nói, Tôi tin rằng hoạt động quân sự bất thường này đang bước vào giai đoạn mới. Chỉ nhắm vào người Ukraine là không đủ. Bây giờ họ đang nói về việc các nước NATO trên thực tế cung cấp vũ khí cho họ Chúng ta sẽ không chỉ thấy vũ khí NATO tham gia mà cả những người vận hành vũ khí cũng tham gia. Thực tế chúng ta đang bắt đầu cuộc chiến chống lại các nước NATO. Chúng ta sẽ nghiền nát bộ máy chiến tranh của NATO và công dân của các nước NATO. Ông Sloviov nói thêm, khi hoạt động này kết thúc, NATO sẽ phải tự hỏi liệu họ có còn gì để tự vệ không, có ai đó để bảo vệ mình không và sẽ không có lòng thương xót. Không chỉ Ukraine sẽ bị tẩy sạch phát xít, cuộc chiến chống lại châu và thế giới đang được vạch ra với phác thảo cụ thể hơn có nghĩa là chúng ta sẽ phải hành động khác đi và hành động cứng rắn hơn. Những bình luận đáng lo ngại của Sloviov được đưa ra ngay khi nga vạch ra mục tiêu trong giai đoạn thứ hai của cuộc tấn công là chiếm toàn bộ Donbass và miền nam của Ukraine để tạo ra một hành lang trên bộ kéo dài tới Moldova. Nhà vô địch Olympic người nga bị cấm thi đấu quốc tế vì ủng hộ Putin. Thưa quý vị, vận động viên bơi lội người nga Evgeny Rylov 25 tuổi người đã giành được hai huy chương vàng tại Thế vận hội mùa hè năm 2020 ở Tokyo đã bị cấm thi đấu quốc tế vì tham dự cuộc biểu tình ủng hộ cuộc chiến Ukraine của Tổng thống Nga Putin. Theo IP, Rilov đã đứng lên trên sân khấu tại sự kiện vào tháng trước cùng với các vận động viên khác mặc áo khoác có biểu tượng nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với chiến tranh. Lệnh cấm này chủ yếu chỉ mang tính biểu tượng vì tất cả các vận động viên Nga hiện đang bị cấm thi đấu quốc tế. Liên Hợp Quốc cho biết luật nhân đạo quốc tế đang bị gạt sang một bên khi tội ác chiến tranh của Nga gia tăng. Thưa quý vị, Trưởng cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Misha Bachelet hôm 22 tháng 4 loan báo ngày càng có nhiều bằng chứng về tội ác chiến tranh ở Ukraine. Đa số các vi phạm là do lực lượng Nga gây ra. Đồng thời lưu ý luật nhân đạo không chỉ đơn thuần bị phớt lờ mà dường như bị gạt sang một bên. Phái bộ Giám sát Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Ukraine đã thu thập và ghi lại bằng chứng về hàng trăm vụ sát hại thường dân bất hợp pháp ở Bucha và tại các thị trấn trong khu vực Kiev, Chernihiv, Kharkiv và Sumy. Tất cả những nơi đó đều nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3. Bà Bachelet nói rằng các lực lượng vũ trang Nga đã pháo kích và ném bom bừa bãi vào các khu vực đông dân cư. Phát ngôn viên của bà, Ravina Samdanasi, cho hai binh sĩ Nga đã giết hại thường dân và phá hủy các bệnh viện, trường học và các cơ sở ở tầng dân sự khác. Những hành động có thể dẫn đến tội ác chiến tranh. Bà cho biết phái bộ giám sát đã kiểm chứng hơn 5.260 thương vong nơi thường dân trong đó có 2.345 người thiệt mạng và 2.919 người bị thương ở Ukraine. Đồng thời lưu ý, con số thực tế sẽ cao hơn nhiều khi những điều khủng khiếp xảy ra ở những khu vực có giao tranh dữ dội, chẳng hạn như Mariupol được đưa ra ánh sáng. Bà Samdasani cho biết việc cố ý giết hại người dân, bao gồm cả các vụ hành quyết không xét xử, là vi phạm nghiêm trọng luật nhân quyền quốc tế và vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế, vận lên đến mức tội ác chiến tranh. Giới chức Ukraine cho biết chỉ tính riêng tại thành phố Mariupol đã có khoảng 20.000 dân thường thiệt mạng. Ba Lan tính hủy bỏ toàn bộ hợp đồng dầu khí đã ký kết với Nga Thưa quý vị, ông Piotr Naivsky, đặc mệnh toàn quyền của chính phủ Ba Lan về cơ sở tầng năng lượng chiến lược, cho biết nước này đang cân nhắc hủy bỏ các hợp đồng cung cấp dầu khí đã ký kết trước đó với Nga. Theo ông tin hôm 22 tháng 4, khi được hỏi liệu Warsaw có kế hoạch hủy các hợp đồng cung cấp dầu với Nga hay không, ông Naivsky cho biết Ba Lan đã tính đến kế hoạch này. Ông nói, Ba Lan có ý định hủy bỏ các hợp đồng dầu mỏ với Nga, điều này là hoàn toàn thực tế. Bất kỳ nhà sản xuất dầu thô nào cũng có thể trở thành nhà cung cấp thay thế cho Ba Lan. Ông Nayevsky cho biết, Ba Lan đang tinh chế khoảng 26 đến 27 triệu tấn dầu tại các nhà máy lọc dầu Krans và Block của nước này. Theo ông, khoảng 60% lượng dầu này hiện đến từ Nga và nếu việc cung cấp dầu khí Nga bị cấm vận, các nhà máy lọc dầu của Ba Lan có thể chuyển sang một số loại dầu khác. Olin, công ty lọc dầu lớn nhất của Ba Lan, đã ký kết hợp đồng dài hạn cung cấp khí đốt với tập đoàn dầu khí Rosneft và Tatneft của Nga. Trước đó, hợp đồng này quy định Nga sẽ cung cấp tối đa 300.000 tấn dầu mỗi tháng cho Ba Lan và quy định sẽ hết hiệu lực vào tháng 12 năm 2022. Nhưng sau đó, hợp đồng quy định Ba Lan sẽ nhận tối đa 200.000 tấn dầu trên một tháng và hợp đồng sẽ không còn giá trị cho đến tháng 12 năm 2024. Tất cả nguồn cung dầu của Nga cho Trollen đều thông qua đường ống, Ba Lan dự định sẽ thay thế nguồn cung dầu từ Nga bằng các hợp đồng với tập đoàn Saudi Aramco của Saudi Arabia cùng với nguồn cung từ Nigeria, Angola, khu vực Biển Bắc và ngoài khơi Na Uy. Tập đoàn dầu khí hàng đầu Trung Quốc rút khỏi thị trường phương Tây vì sợ trừng phạt. Thưa quý vị, hãng thông tấn Reuters gần đây cho biết, Trung Quốc đang bán các mỏ dầu của mình ở Hoa Kỳ, Canada và Anh do lo ngại các lệnh trừng phạt của phương Tây. Các chuyên gia cho rằng việc Bắc Kinh quá phụ thuộc vào thị trường và công nghệ của Hoa Kỳ có thể là tai hại trong trường hợp bị trừng phạt hoặc mất tài sản ở nước ngoài. Các nguồn tin trong ngành nói rằng, nhà sản xuất dầu khí và khí đốt ngoài khơi hàng đầu của Trung Quốc, Tổng công ty dầu khí hải dương Trung Quốc CNOOC đang chuẩn bị rút các hoạt động của mình khỏi Hoa Kỳ, Canada và Anh vì lo ngại trừng phạt. Công ty đang tìm cách rút các khoản đầu tư trị giá 15 tỷ đô vào Nissan của Canada công ty sản xuất khoảng 220.000 thùng mỗi ngày ở Biển Bắc, Vịnh Mexico và cát dầu của Canada. Sau khi bị sở giao dịch chứng khoán New York NYSE hủy niêm yết, đại công ty dầu khí này cho biết họ có kế hoạch thực hiện IPO trên sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải. Cổ phiếu của CNOC đã bị đình chỉ giao dịch trên NYSE vào tháng 3 năm 2021 và chính thức bị hủy niêm yết vào tháng 10. Hành động này được hiểu là một nỗ lực do chính phủ ông Trump bắt đầu nhằm kiểm soát các tổ chức bị cáo buộc liên kết với quân đội Trung Quốc. Công ty cũng đã đề cập đến rủi ro của các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ trong báo cáo thường niên năm 2021 được công bố hôm 12 tháng 4. Báo cáo cho biết trong khi liệt kê các rủi ro khác từ các quốc gia phương Tây, không chỉ giới hạn ở Hoa Kỳ, không thể dự đoán liệu hoạt động kinh doanh của công ty hoặc các chi nhánh của nó có bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ do những thay đổi trong chính sách hay không. Kể từ chính phủ ông Trump, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phải đối mặt với những khó khăn ngày càng tăng về các hoạt động thương mại phi đạo đức và vi phạm nhân quyền. Thời điểm bán tài sản của CNOC dường như có liên quan đến sự gia tăng giá dầu và khí đốt do Nga xâm lược Ukraine, khiến công ty có thể thu về mức giá cao hơn mức đã bỏ ra. Đảng Cộng sản Trung Quốc lo sợ các biện pháp trừng phạt Một ký giả chuyên mục tài chính kinh doanh cao cấp người Trung Quốc họ Trần, Trần Chi nói với The Epoch Times rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga đã gây ra nỗi sợ hãi cho Đảng Cộng sản Trung Quốc và Bắc Kinh sẽ phải gánh chịu những thiệt hại lớn về công nghệ và kinh tế nếu các tài sản ở ngoại quốc có bị Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác tịch thu. Do đó, họ đang nhanh chóng bán tài sản ở ngoại quốc và đưa CNOC trở lại các đợt IPO trong nước. Ký giả Trần cho biết, chính quyền Trung Quốc đã đánh cắp các công nghệ của phương Tây thông qua chương trình ngàn nhân tài TTP và sáng kiến sản xuất tại Trung Quốc năm 2025, MIG 2025, để đi tắt đón đầu trong nghiên cứu và phát triển R&D và vượt qua các tiến bộ công nghệ của phương Tây. TTP là một kế hoạch tuyển dụng gây tranh cãi do nhà nước hậu thuẫn, bị giới chức Hoa Kỳ chỉ trích vì vai trò trong việc chuyển giao công nghệ và nghiên cứu của phương Tây cho Trung Quốc. MiG-2025 là một sáng kiến được chính quyền Trung Quốc công bố vào năm 2015 nhằm đầu tư mạnh mẽ vào phát triển công nghệ nội địa, nhằm chấn dứt sự phụ thuộc của Trung Quốc và công nghệ ngoại quốc, biến Trung Quốc thành cường quốc toàn cầu về công nghiệp công nghệ cao trong 10 năm. Trong một cuộc họp video hôm 14 tháng 4, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken kêu gọi Trung Quốc chọn một bên trong cuộc chiến Nga-Ukraine, cho thấy lời nói và việc làm của Bắc Kinh về vấn đề này là mơ hồ và không nhất quán. Ông Blinken nói, đồng thời gây thêm áp lực lên Bắc Kinh. Đó là về việc đứng về phía đúng hoặc sai, đó là việc đứng về phía các nguyên tắc căn bản của hệ thống quốc tế hoặc sự hỗn loạn và xung đột. Và cuối cùng Trung Quốc phải lựa chọn. Hôm 12 tháng 4, Ủy ban Chứng khoán và Du dịch Hoa Kỳ SEC đã thêm 12 công ty cổ phần khái niệm Trung Quốc Công ty cổ phần khái niệm là các công ty có tài sản hoặc thu nhập có hoạt động quan trọng ở Trung Quốc đại lục và danh sách theo dõi hủy niêm yết. Theo ấn bản hoa ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, tính đến ngày hôm đó có 23 công ty Trung Quốc lọt vào danh sách đó, bao gồm cả Weibo, một đại công ty truyền thông xã hội của Trung Quốc. Hiện tại, nhiều công ty Trung Quốc niêm yết tại Hoa Kỳ có thể xét theo chân CNOC. Nước Pháp sẽ chọn ai giữa ông Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen? Thưa quý vị, cuộc vận động tranh cử Tổng thống Pháp vòng 2 chính thức kết thúc vào lúc 12 giờ đêm hôm qua, ngày 22 tháng 4. Trong ngày cuối cùng, cuộc vận động, hai ứng cử viên lao vào cuộc chạy đua nước rút trước vòng phiếu ngày Chủ nhật 24 tháng 4. Theo các cuộc thăm dò, Tổng thống mãn nhiệm Emmanuel Macron dẫn đầu cuộc đua. Hôm thứ Sáu, Viện thăm dò OpinionWay cho biết khoảng 57% những người được hỏi có ý định ủng hộ ông Macron. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu lần này được dự báo là 72%. Về phía ứng cử viên Tổng thống, bà Marine Le Pen đảng tập hợp dân tộc cánh hữu, rồi nỗ lực tranh thủ lá phiếu của cử tri ở khu vực miền Bắc nước Pháp. Sau thành phố Ares đến lượt Abbeville, vùng Somme là trạng cuối của mùa tranh cử Tổng thống của Marine Le Pen. Đây là nơi bà đã về đầu ở vòng 1 hôm 10 tháng 4. Ông Macron của Đảng Cộng hòa tiến bước, dành cuộc meeting cuối cùng để gặp gỡ cử tri vùng Lot miền Nam. Đây là một vùng nông thôn từng ô phiếu cho ông trong cuộc tuyển cử hồi 2017. Hôm 21 tháng 4, Tổng thống mãn nhiệm đến vùng saint, -Saint Denis ngoài ô Paris để vận động nhằm thuyết phục cử tri đã bỏ phiếu cho ứng cử viên cực tả Jean-Luc Mélenchon, -Jean, đảng nước Pháp bất khuất trong vòng 1. Đúng 8 giờ tối chủ nhật tới đây, dân Pháp sẽ biết danh tính tân tổng thống. Cho dù là Emmanuel Macron hay Marine Le Pen, chủ nhân điện Elysée cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Về kinh tế, các dự báo đều cho thấy tăng trưởng của Pháp có nguy cơ bị đe dọa do tác động của chiến tranh Nga-Ukraine dự báo tăng trưởng của Pháp giảm xuống còn 2% thay vì 4%, thâm hụt ngân sách và thương mại gia tăng. Nghiêm trọng hơn nữa là vị Tổng thống sắp tới của nước Pháp sẽ có trọng trách hàn gắn dạn nứt càng lúc càng lớn trong xã hội. Sự phân cách, trinh lệch giữa một bên là thành phần trung lưu, giàu có và bên kia là những người lao động với đồng lương ít ỏi đã được thể hiện qua khủng hoảng phong trào áo vàng cách nay 2 năm, đã hàn sâu thêm sau nhiều tháng đại dịch Covid kéo dài. Về đối ngoại, đương nhiên Ukraine với những tác động từ địa chính trị đến kinh tế, an ninh, quân sự là trọng tâm hàng đầu thách thức nguyên thủ Pháp. Cuối cùng về môi trường cũng là một hồ sơ lớn vào lúc chuyên gia của Liên Hợp Quốc báo động nhân loại chỉ có đúng 3 năm để cứu vãn trái đất khỏi hiện tượng bị hâm nóng. Ecuador đề nghị bỉ cho dẫn độ cựu Tổng thống Rafael Correa về nước Thưa quý vị, vào ngày 22 tháng 4, Tòa án Công lý Quốc gia của Ecuador đã chính thức gửi đơn đề nghị chính phủ bỉ cho dẫn độ cựu Tổng thống Rafael Correa về nước để chấp hành bản án 8 năm tù giam vì tội tham nhũng bị tuyên hồi năm 2020. Theo một bản án do tòa án Ecuador phán quyết, ông Correa đã cùng với một số quan chức chính quyền lúc bấy giờ đã nhận những khoản tài trợ bất hợp pháp của một số nhà thầu tham gia tài trợ cho chiến dịch tranh cử của phong trào chính trị do ông này đứng đầu trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2016. Chủ tịch Tòa án Công lý Quốc gia Ecuador Ivan Sikisla đã ký đơn đề nghị dẫn độ trên cơ sở thỏa thuận đang có hiệu lực giữa Ecuador và Bỉ, cũng như các hiệp ước quốc tế khác Cựu tổng thống Korea hiện đang sinh sống tại Bỉ kể từ sau khi kết thúc nhiệm kỳ năm 2017 và luôn bác bỏ mọi cáo buộc của cơ quan tư pháp Ecuador, đồng thời cho rằng đây là một phần của chiến dịch truy đuổi chính trị do các đối thủ của ông thực hiện. Yêu cầu dẫn độ của cơ quan chức năng Ecuador được đưa ra chỉ ít ngày sau khi ông Korea hoàn tất thủ tục xin tị nạn chính trị tại Bỉ và đã được chính quyền nước này chấp nhận. Thưa quý vị, quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Mục tin tổng hợp trưa của DKN TV đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.